là cái văn hóa của Á Đông, mọi người đang nói ở đây không phải là văn hóa của Á Đông xấu hoặc là văn hóa của Á Đông mọi người không muốn theo, mọi người rất là tôn trọng cái văn hóa cũ đó, nhưng mà dần thời gian tại sao lại cũ, mọi người hay gọi là cũ tại vì văn hóa hiện tại thì nó thay đổi khá là nhiều. Nhưng mà tại sao các bạn hâm mộ và ngưỡng mộ văn hóa châu Á? Đấy không phải là hâm mộ, là gì đấy? Văn hóa đấy không phải cho mình cho sao nói đi, vì cái văn hóa của nó đấy không phải là hâm mộ hay là nhiều dân mộ hóa bỏ nó mà thế. Tôi lựa chọn những khách mời là những người bạn đến từ rất nhiều các quốc gia, có những cái nền văn hóa có nhiều sự khác biệt, bởi vì là có trong chương trình sẽ có nhiều chủ đề và họ phải đưa ra quan điểm của mình với những chủ đề đấy, và chính cái sự khác biệt về văn hóa giữa các đất nước, giữa các châu lục nó sẽ tạo nên những câu chuyện thú vị, những cuộc tranh cãi trong chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Chúng tôi có những bạn đến từ châu Á thì có Hàn Quốc này, rồi phương Tây, các nước phương Tây thì có Nga, Nigeria, châu Phi, nói chung là rất nhiều các quốc gia khác nhau cũng sẽ xuất hiện. Để lựa chọn khách mời tham gia của Nhập Gia Tùy Tục đó là họ phải là những người nước ngoài, nói tiếng Việt chuẩn, đã sinh sống, làm việc ở Việt Nam nhiều năm và họ đến từ những quốc gia khác nhau. Về cấu trúc của chương trình đó thì trong chương trình này chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện, tranh cãi về rất nhiều những cái đề tài như là ăn uống, nè, tiền bạc, nè, đám cưới, nè. Sắc đẹp hay là trí tuệ nè, rất là nhiều chủ đề. Và chúng ta còn có những cái trò chơi dân gian để cho các bạn có thể thử nghiệm chơi cùng với nhau. Và ngoài ra còn có những cái tiểu phẩm nho nhỏ, những cái tiểu phẩm theo cái lối kịch ứng tác để mà kêu gọi những người khách mời chúng ta có thể tham gia vào, hoặc là bình luận, hoặc là đặt câu hỏi xoay quanh cái vấn đề đó. Lạ lẫm nhất đối với Dustin á, thì Dustin cảm thấy là anh bạn Salim đến từ Palestine có rất là nhiều những cái gọi là những cái nội quy, những cái tục lệ mà đôi khi khiến mình còn phải không biết là mình đã phạm phải cái điều gì, có làm cho họ cảm thấy bị xúc phạm hay không, không được tôn trọng hay không. Nhưng mà đó cũng là một điều rất là thú vị, bởi vì mình được học thêm rất là nhiều điều mới trong những cái nét văn hóa mà không phải là của mình. Đúng rồi đó anh, em đã không nghĩ thì... em đã không tin là Salim nói vậy luôn á. Gia trưởng quá. Salim là một người gia trưởng. Thì cái từ đó trong tiếng Ả Rập ấy có nghĩa là người đàn ông là người đứng đầu gia đình, là người phải lo cho gia đình, một nghĩa rất tích cực. Xin chào tất cả các bạn, mình rất là vui khi mình có cơ hội để tham gia chương trình Nhiệm Gia Tùy Tục. Bởi vì thực ra là ở Việt Nam thì hiện nay đang có rất là nhiều người nước ngoài mà có tài năng rất là nhiều, nhưng mà rất ít đạo diễn có thể nghĩ tới một kịch bản mà nó có thể bao gồm người nước ngoài, nhất là người có màu da giống như CJ. CJ chỉ có một câu thôi, đó là dạo này các em có thấy anh đen hơn không? Đó là bởi vì anh mày nhìn nụ cười tỏa nắng của bọn em đó. Quá hay vậy, hay quá. Biết tận dụng lợi thế riêng biệt. Sắc. Khi mà chương trình này đã tạo ra một sân chơi, một nơi để chúng ta có thể chia sẻ cái quan điểm của mình và không bị phán xét, mình có thể nói chuyện một cách rất là thoải mái và mình có thể chia sẻ những cái ý kiến của mình, và một người luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, và CD cảm thấy mình rất là may mắn khi mình được tham gia chương trình này. Thì tại sao không phải là lúc mà đang ở nhà make up một chút son, một chút cài mắt cho nó nhẹ nhàng thay bằng vì đi ngoài để ngắm những người ở ngoài? Salim, I'm sorry, nhưng mà CJ rất muốn bất cứ ai, kể cả là CJ, mình không muốn là lúc nào mình cũng phải đẹp. Bạn đã nói là bạn yêu tôi ấy, thì mình thế nào thì bạn hãy chấp nhận tôi. Yes, that's right. Thực ra là về cái kinh nghiệm, về cái kỷ niệm này thì CJ có cơ hội để gặp được những người bạn mà CJ thấy rằng rất là thông minh, rất là giỏi. Bên cạnh đó thì CJ được học hỏi từ rất nhiều nền văn hóa khác nhau, cái cách suy nghĩ, cách ứng xử của các đất nước, cách văn hóa nó như thế nào thì CJ đã được học hỏi rất là nhiều. Xin chào mọi người, mình là Hân Sát ạ. Cái hành đó, bao xả đáng hề. Đây là một cái chương trình Sara khi mà nghe về
kịch bản ngày đầu tiên á, Sara cảm thấy rất là thú vị. Tại vì là chưa từng có một cái chương trình nào ở Việt Nam có rất là nhiều người nước ngoài, họ sinh sống tại Việt Nam và họ có thể nói được tiếng Việt Nam rất rành như tiếng mẹ đẻ, và mọi người ngồi cùng nhau bàn về những cái gọi là văn hóa khác nhau. Thành ra là Sara tham gia chương trình không chỉ riêng là vì muốn tham gia chương trình, mà còn một cái khác nữa là Sara rất là thích mọi người ở đây. Sara rất là thích nghe những cái ý kiến của những người đến từ những nước khác nhau để Sara có thể hiểu được mọi người. Mỗi tập chương trình đều có những cái kỷ niệm khác nhau. Thật sự là không biết nên nói kỷ niệm nào, nhưng mà tất cả những cái câu hỏi mà mọi người đặt ra và bàn ở đây, Sara đều về nhà nhớ lại, nghĩ lại thật sự cảm nhận của mình như thế nào. Tại vì là Sara nghĩ là nó rất là tốt, nó có thể là hiểu về bản thân mình nhiều hơn, cũng như là những người xung quanh mình. Khi mà họ suy nghĩ khác với mình thì mình có thể thông cảm, vì là họ đến từ một cái nơi khác nhau, họ đến lên từ một cái môi trường khác nhau. Mika cảm thấy rất là may mắn để được nói về văn hóa Pháp, để được nói về văn hóa Nga, và cũng sổ sang một chút xíu với văn hóa Việt Nam. Cho nên đây là một cơ hội để các bạn cũng khám phá những suy nghĩ, những nước khác nhau với Việt Nam. Khi nào bầu trời xuống trời đất và trời đất lên bầu trời thì phụ nữ và đàn ông mới công bằng được. Không có gì giống nhau cả. Phụ nữ sinh ra đã... Để Mika nói chuyện một chút. Bình tĩnh. Có được không Mika chưa nói chuyện? Nhưng mà Selim nói ý cái này Mika chỉ muốn nói chuyện một chút xíu về nước Pháp. Ôi là, các bạn ơi, hẹn gặp lại mỗi từ sau trên kênh VTV3 lúc 8 giờ rưỡi tối nha. Au revoir. Các bạn ơi, Phúc Mập đây. Xin chào khán giả. Phúc cảm thấy chương trình này rất là thú vị. Thay vì có 6 người nước ngoài đang chia sẻ cảm giác của họ về những điều ở Việt Nam và những điều về cuộc sống. So, đối với Phúc, đây là một trải nghiệm rất là thú vị. Mặc dù Phúc tham gia vào nhiều chương trình rồi, chương trình này rất là đặc biệt. Thay vì đây là lần đầu tiên là người nước ngoài đang nói chuyện với nhau về cảm giác với những điều ở Việt Nam và cuộc sống, nói chung là cuộc sống. And đây là Phúc cảm thấy rất là vinh dự để tham gia với những người ở đây. Xin chào các bạn, tôi là Salim Hamad, tôi đến từ Palestine, 122 quốc gia thuộc thế giới Ả Rập. Và kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2011 thì Salim đã có 9 mùa xuân ở Việt Nam. Và Salim đã tham gia vô cùng nhiều chương trình liên quan đến văn hóa. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Salim tham gia một chương trình gọi là nhập gia tùy tục. Mà có thể nói rằng Salim đã gọi là bày tỏ về cái quan điểm của Salim một cách hết sức gọi là thật thà và thẳng tính. Nhưng mà Salim cực kỳ phản đối và hoàn toàn không bao giờ ủng hộ việc tổ chức các cuộc thi về sắc đẹp. Salim có thể nói rằng hôm nay và trong chương trình này thì Salim mới có thể cảm nhận chính mình luôn ấy. Đều có một cái ý, nhưng mà luôn luôn Salim là có một cái ý phản đối. Và Salim đôi khi kiểu cảm giác là kiểu mọi người đang ghét mình ấy. Văn hóa mà, mình giao lưu văn hóa. Văn hóa là gì? Sự khác biệt giữa con người. Mọi người quý Salim hay không? Đó là do mọi người, nhưng mà Salim sẽ nói sự thật. Salim sẽ nói sự thật. Đúng. Dù có mất lòng, Salim biết rằng nước gọi là thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Đấy, chúng ta tóm lại sẽ gọi là hiểu để yêu và tôn trọng lại nhau. Xin chào mọi người, mình tên là Sasha Mai. Và mình sống ở Việt Nam khoảng 4 năm rồi. Và mình thích nghĩ đến văn hóa Việt Nam nhiều. Và hôm nay là lần đầu tiên mà trao đổi với người nước ngoài khác ở Việt Nam, đặc biệt là về văn hóa của họ. Vì hầu hết thời gian là mỗi người sẽ tập trung vào văn hóa của Việt Nam. So hôm nay Sasha vừa biết về nhiều sự khác biệt của nhiều văn hóa ở trên thế giới. Sasha là người có nhiều ý kiến và có nhiều nội dung muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng trong một chương trình như thế này, vì Sasha là người hùng nổi
và Sasha là người chờ đến khi là my turn để nói. Dạ, Sasha cảm thấy như bị cắt nhiều. Và vì CJ cũng là một người có nhiều opinion và CJ nói to hơn. Và Salim cũng nói to hơn. Và họ nói về điều rất quan trọng đối với Sasha. So Sasha rất buồn chia sẻ ý kiến của Sasha. Nhưng không có cơ hội được chia sẻ. Cố gắng nhưng không có cơ hội được chia sẻ. Nhưng cũng rất thú vị khi nghe nói về ý kiến của mọi người khác. Rồi Sasha thi đậu 4 trường đại học nhưng mà bạn rất là ngại vì sợ mọi người kỳ thị. Tại sao? Ở Mỹ nếu tập trung học là người nerd. Nerd mà không có bạn bè. Khi đến high school, Sasha muốn cool hơn, muốn có bạn bè. So Sasha giấu việc học của Sasha. So Sasha phải tập trung về sắc đẹp. Để có thể thu hút được nhiều sự quan tâm hơn đúng không? Phải biết thế nào popular hơn để có bạn bè. Có nghĩa là ở xã hội mà nơi mà Sasha đang sinh sống á, người ta quan trọng cái việc là phải cool, trông phải tự tin với cái ngoại hình của mình hơn là cái việc bạn có bao nhiêu cái bằng đại học, có đúng không? Đúng. Cảm xúc khi mà Yến được tham gia làm khách mời của chương trình Nhập Gia Tùy Tục ngày hôm nay thì Yến cảm thấy là đây là một chương trình vô cùng thú vị. Ban đầu thì mình nghĩ là chắc là mọi người cũng sẽ có những cái quan điểm giống nhau, nhưng mà không hề. Tất cả những người đến từ những nền văn hóa khác nhau, chúng ta đều có những cái quan điểm khác nhau. Và bên cạnh đó, đưa ra tranh luận không phải là những cái điều cãi vã, mà đưa ra tranh luận để chúng ta hiểu nhau hơn. Và bên cạnh đó, Yến cảm thấy đây là một cái chương trình rất là hay. Bởi vì Yến thông qua đó, Yến có thể tìm hiểu được tất cả những cái nền văn hóa từ những người khác nhau, từ những đất nước khác nhau. Và nếu như mà chúng ta không phải push cái thời lượng thì chắc là Yến nghĩ phải cãi tới chiều cũng chưa hết. Bởi vì người ta nói 9 người 10 ý, mà ở đây đó là 9 người hết 100 ý rồi. Và có những cái cuộc tranh luận nó rất là kéo dài kinh khủng. Ngay cả cái việc mà voting cho một câu hỏi nó cũng đưa ra những cái ý kiến trái chiều khác nhau. Và những cái khách mời ngày hôm nay rất là dễ thương. Tuy nhiên có những cuộc cãi vã rất là kinh khủng từ Salim, từ CJ, là những cái màn đối đầu mà rất là nảy lửa. Và Yến cũng là người hòa nhập vào trong đó. Và quan trọng hết, overall thì chúng ta nhìn thấy được tất cả những cái quan điểm đó đều muốn hướng về một cái duy mỹ chung và những cái nét đẹp chung của cộng đồng và mọi người. Quý vị các bạn hãy nhớ đón xem chương trình Nhập Gia Tùy Tục lên sóng lúc 20:30 trên VTV3 các thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 9 tháng 4. Hãy nhớ.